Chào các bác nhé, hôm nay em lại đi thăm đỏ ở khu vực có bốn cái nha các bác. Em đã quay cảnh đi đường trèo đèo lội suối cho các bác xem nhé. Đây đường người ta khai thác thông ấy, khai thác gỗ thông ấy. Đây, ở dưới đằng sau em là bắt đầu xuống dốc em quên mất không quay. Rồi quay cho các bác cảnh đi xăm nhá. Xem là bốn cái đỏ ở trên khu vực trên này có ong về không nhá các bác nhá. Cũng bắt được rất nhiều tổ ở trên khu vực trên này rồi. Bây giờ em sẽ lên xem có không các bác nhá. Rồi, em bắt đầu đi đây. Lên núi đây, xem có ong không. Xem kết quả như thế nào đấy. Rất là dốc thôi các bạn. Gần như là dốc đúng luôn. Không có ong vào đâu các bạn. Đây là cái đầu tiên nha các bạn nhé. Hết ong rồi. Em đã kiểm tra kỹ xem người ta có mở ra xem không. Cái này không bị kiểm tra đâu các bạn. Không có ong đâu. Khu vực này chắc hết ong. Em sẽ đi ba cái còn lại. Ở trên gốc thông trên này một cái đỏ nữa nha các bác nhé. Đây là cái thứ hai. Có nhiều đàn, đàn nhỏ quá thì nó đi lại ít lắm các bạn. Nhưng mà nó lạnh mưa là nó chết đấy các bạn. Đó ở rừng này nó lạnh. Mới vào mới gặp lạnh chết thật. Cái này sốt sốt móm. Vậy là cái này cũng xịt rồi nha các bác nhé. Có lẽ là hết ong rồi. Giờ em sẽ đi xem nốt hai cái nữa xem là kết quả như thế nào các bác nhé. Các bác bẫy lưới này.
bẫy chim, bẫy lưới mà không hết mùa mà không thu về hủy hoại chim rất nhiều nha các bác nhé. Các bác nào mà đi bẫy lưới khi mà không đi thăm nữa thì nên đi thu đi, không thì chim chết nó thối ở đấy rất là phí, rất là hủy hoại. Ở trên đường lên cái thứ ba đây các bác. Cây này thì rõ rất là to, và khu vực này có lẽ là hết ong rồi các bạn. Bắt khá nhiều tổ ở những khu vực này. Cái rõ thứ hai kia ông 3-4 đàn, cái này thì được 2 đàn. Không thấy gì các bạn. Móm. Rồi cái thứ hai móm các bạn nhé. Ở cái thứ ba, thứ ba móm, còn cái thứ tư ngoài này nữa. Đây, trên đường ra cái thứ tư nữa các bạn nhé, những cái thùng to này. Cái này thì mới được có 2 đàn thôi, một đàn đông, một đàn bé bé anh không quay. Có người xem. Họ đợi nguyên quá. Họ mở ra họ xem. Họ đợi nguyên này. Em không đợi nguyên này thôi các bạn. Món lốt rồi các bạn. Em sẽ đặt lại. Mở ra họ xem. Như vậy này. Bốn cái ở khu vực này thì không có cái nào có ong vào nha các bác nhé. Chuẩn bị thu đỏ về là vừa các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé các bác nhé.